Sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội tạo nền tảng cho những sản phẩm truyền thông mới, tạo ra những biến đổi sâu sắc trong môi trường truyền thông trên toàn thế giới. Tuy nhiên, truyền thông mạng xã hội cũng trở thành môi trường tiềm ẩn đầy rủi ro cho công tác quản lý và người sử dụng. Trước ma trận thông tin thật giả lẫn lộn, bạn sẽ tự đặt câu hỏi: đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin chính xác? Trang fanpage và kênh YouTube cùng mang tên Truyền hình Đắk Lắk sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy nếu bạn muốn tiếp cận thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác trên môi trường mạng. Trang fanpage và kênh YouTube Truyền hình Đắk Lắk sẽ là cánh sóng nối dài của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk DRT. Trang fanpage và kênh YouTube Truyền hình Đắk Lắk, thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Trang fanpage và kênh YouTube Truyền hình Đắk Lắk, thế giới thông tin, giải trí trong lòng bàn tay.